Ban quản lý chợ lợn đầu mối Bình Lục, Hà Nam cho biết, mỗi ngày tại chợ lượng lợn giao dịch lên đến hàng nghìn con, ngày ít nhất cũng phải 2.000 con có trọng lượng trung bình từ 80 đến 150 kg con, có ngày cao điểm lượng giao dịch tăng vọt từ 7.000 đến 10.000 con. Theo tìm hiểu của phóng viên, nguồn heo nhập về chợ được nuôi chủ yếu từ các trang trại của các công ty, tập đoàn lớn như Trường Hải, Ma Sang, Hòa Phát và một số ít từ các hộ chăn nuôi. Từ sau dịch tả heo châu Phi năm 2019, số lượng các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã giảm tới 80%, chỉ còn lại những trang trại nuôi siêu lớn hàng nghìn con vẫn tồn tại cung cấp cho thị trường. Giá heo hơi ngày 24 tháng 4, thị trường tiếp tục tăng nhẹ 1.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay ở miền Bắc tăng rải rác. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại miền Bắc tăng 1.000 đồng/kg tại hai tỉnh Nam Định và Vĩnh Phúc. Hiện lần lượt đạt mức 62.000 đồng/kg và 63.000 đồng/kg. Các địa phương khác có giá điên gan so với ngày hôm qua. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 62.000 đến 64.000 đồng/kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 63.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 62.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 62.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 63.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 62.000 đồng mỗi kg. Thái Nguyên là 63.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 63.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 64.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 62.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 63.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 64.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 62.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 62.000 đồng kg, thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên chứng lại, theo ghi nhận, heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên không có biến động mới về giá. Trong đó, thương lái tại các tỉnh Bình Thuận đang thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực là 63.000 đồng kg. Giá heo hơi tại các tỉnh còn lại ổn định trong khoảng 60.000 đến 62.000 đồng kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 60.000 đến 63.000 đồng kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa là 62.000 đồng mỗi kg. Nghệ An là 61.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 61.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 60.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 61.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 61.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 61.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 62.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 61.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 62.000 đồng mỗi kg. Đắk Lắc là 61.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 61.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 63.000 đồng kg. Giá heo hơi tại miền Nam nhích nhẹ, ở khu vực phía Nam giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng kg. Sau điều chỉnh, thành phố Hồ Chí Minh nâng giá heo hơi lên mức 62.000 đồng kg, ngang với Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu và Đồng Tháp. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực không có biến động mới về giá. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 60.000 đến 62.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 61.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 63.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 62.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 62.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 62.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 62.000 đồng mỗi kg, Long An là 61.000 đồng mỗi kg. Đồng Tháp là 62.000 đồng mỗi kg, An Giang là 60.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 61.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 60.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 61.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 60.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 60.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 60.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 60.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 60.000 đồng mỗi kg. Bến Tre là 60.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 60.000 đồng mỗi kg.